Vâng, hôm nay thì cửa hàng điện tử laptop Lê Tuấn giới thiệu đến các bác anh chị và các bạn một dòng loa rất chi là đặc trưng. Đó là dòng loa Pioneer mang model là CSF900. Và chúng ta nhìn tổng thể của đôi loa này thì chúng ta thấy có một bát 30 gần tẩm dầu, dầu nó bóng nhảy đây các bác. Một chung và hai tép. Tất cả công kiềng đang còn sáng choang các bác nhé. Bởi vì đây là loa hàng bãi, bãi xịn luôn. Chung và hai tép được điều chỉnh bởi hai cái đốt ở trên đây, người ta gọi là vi tinh chỉnh đấy ạ. Một dải chung và một dải cao. Và đây là bass. Nhìn tổng thể của đôi loa rất đẹp. Ở loa như thế này thì chúng ta có thể hiệu chỉnh để hát karaoke trong những ngày Tết đến xuân về như thế này. Và đây là mặt trước. Còn khi chúng ta úp lên thì có một cái e căng như thế này. Đây là e căng. E căng đang zin đét luôn. Đây là cái chữ Pioneer ở dưới. Đấy. Đang còn rất đẹp. Loa Pioneer model CSF900 thì em có 3 đôi như thế này. 3 đôi đều tình trạng là đẹp, xuất sắc luôn. Và đây là em quay lại mặt sau cho các bác. Đây, mặt lưng này. Còn đây mặt sau này. Chúng ta thấy đang còn có cả model của thùng bên phải, thùng bên trái. Đây xa bởi vì em để rất nhiều loa cho nên là khó quan sát. Mặt sau đang còn rất đẹp. Bởi vì đây là loa bãi. Chính vì thế mà thùng quách đang còn rất đẹp. Thậm chí đang còn loa phải, loa trái, các cái chữ model đi kèm. Và hôm nay thì em quyết định thanh lý giá 3 đôi loa này với giá là 7 triệu đồng trên một đôi. 7 triệu đồng trên một đôi loa như thế này. Em bao zin cho các bác, bao đẹp cho các bác. Các bác, các anh chị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng điện tử laptop Lê Tuấn qua số điện thoại trên màn hình. Bên cạnh đó thì em đang có rất nhiều những cái dòng loa nghe nhạc và hát karaoke thanh lý trong dịp như thế này. Các bác, các anh chị và các bạn vui lòng có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng bên em qua số điện thoại 085 7590 789 hoặc 0973 738 524. Cửa hàng điện tử laptop Lê Tuấn giao hàng toàn quốc.